Thì sau đó tại sao là em lại chọn về công ty của anh Hà Dũng và anh Minh Nhiên? Thì tại vì đó... Đó là năm mấy Ngọc? Năm 2008. Cuối năm 2008. Chỉ là cách nhau có 2 năm sau khi em đoạt giải thôi đúng không? Cũng gần 3 năm. Tại vì nó bắt đầu sang qua 2009. Rồi tại sao là em lại chọn là... Nói là công ty nhưng thực sự đó là một cái đơn vị cá nhân. Đơn vị cá nhân. Và em chọn lựa đây vì em nghĩ đó là một cái duyên mà khi gặp mặt giữa em và anh Minh Nhiên và anh Hà Dũng. Có buổi gặp mặt rất là tình cờ ngay tại phòng trà. Phòng trà em và tôi lúc mà thời còn đang rất là thịnh hành. Phòng trà đó rất là nổi tiếng. Em hát thì anh Dũng và anh Nhiên phát hiện ra và nói rằng là rất là muốn định hướng cho em một cái âm nhạc lâu dài. Và đương nhiên ở đây không có mưu lợi bất cứ cái gì, với điều kiện là em phải làm được những điều mà anh Nhiên và anh Dũng đề ra, vì đó là tốt cho em chứ không phải là chỉ tốt cho về mặt đơn vị cá nhân của hai anh. Vì so với ba công ty đã gõ lời mời Ngọc hợp tác trước đó thì em lại không có thấy tính chiếm hữu ở đây. Thì với cái sự gõ lời của anh Hà Dũng với lại Minh Nhiên rất nhẹ nhàng anh à, thì em nhìn một góc nhìn thấy khác và làm cho em cái sự tự tin. Tại góc nhìn ở đây là nó rất nhẹ nhàng trong một cái sự tình cờ gặp mặt, rồi sau đó gặp mặt lại, rồi từ từ lấn vào công việc nào lúc nào không hay, không có bỡ ràng buộc bởi sự hợp đồng nào. Một câu chuyện nó khác hẳn với lại ba bốn với những cái công ty khác là phải ký hợp đồng độc quyền và có sự chiếm hữu rất cao. Thì em lại không thích như vậy. Thậm chí là tính toán phần chia phần trăm. Mình thấy cuối cùng mình gần như là không còn gì phụ thuộc và mình không có gì cả. Nên em đã từ chối. Em hợp tác với anh Dũng như nó chính thức là 3 năm. Là đến năm 2011-12 á. Đâu 2... à? Không, 2 năm. 2 năm thì 2010. Đó là đến 2010 là em kết thúc. Đó, thì trong 2 năm đó em làm trong được 2 gì? Năm đó em đã được dạch ra những kế hoạch rất là ổn. Ổn ở mức là em nghĩ rằng với một người nghệ sĩ trẻ như em lúc đó mà được có một cái kế hoạch đầu tư như vậy là em nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đó. Đang được chuyên nghiệp hóa, em đang được chuyên nghiệp hóa hoàn toàn so với trước đó là em đi đúng một mình em. Tại đi một mình em mà lúc đó là em nửa nghiệp dư nửa chuyên nghiệp nữa chứ. Còn bây giờ là mình bước hẳn lên một cái bục là chuyên nghiệp hẳn. Đúng rồi. Thì đó là một cái mà em nghĩ rằng đã đâu vào đó và mình chỉ biết bước đi thôi. Đúng. Thì em nghĩ lúc đó là chắc là do mình bị một cái ỷ lại ở bản thân em. Hồi nãy lý giải cái sự thất bại đầu tiên là em hơi bị cổ hủ, em hơi bị khó tính, em hơi giống như là không muốn bị lệ thuộc vào cái gì. Để dẫn đến là không sự hợp tác trong cái giai đoạn đầu đó. Còn bây giờ sau khi hợp tác 2 năm. Sau khi hợp tác chừng gần 1 năm đó. Kế hoạch đưa ra hết, tự nhiên em cảm giác được rằng là mình bị động. Có nghĩa rằng là mình cứ ngồi đó và đợi kế hoạch lên. Và khi mình đi thu thì mình đi thu. Nó có mình giống quay như... và mình đi quay. Ngọc, có cảm giác đó nó giống như cái em đã lo trong thời gian trước dạ đó không? Cái đó là cái sự chiếm hữu nó khác. Còn cái này là người ta đã dành ra hết cho mình và mình chỉ việc mà mình phải làm thôi. Vậy tại sao gọi là bị động? Bị động ở đây là... Em nôn nóng quá không? Có vẻ anh rất là nôn nóng tại trong vì... cái sản phẩm của mình. Tại vì em nôn nóng nên thấy mọi thứ nó chậm. Chứ thực sự em bảo rằng đây đã được chuyên nghiệp hóa và mọi thứ nó có cái plan từng bước nó phải có một cái độ chín mùi và thời gian nhất định. Như vậy em bị nôn nóng hay nôn là nóng. Nôn nóng hay là bản thân nó cũng chậm thật? Và không chậm đâu, nếu mà trong vòng 1 năm mà ra mắt 2 cái CD trong Ruby 20 như vậy là không chậm. Đó là một cả quá trình biên tập của anh Nhiên. Nhưng mà tiền công ở đây là do em nôn em đó. Không được đi hát nè, tại vì em phải chuẩn bị tập trung. Để mà có giọng đi thu đàng hoàng. Coi như là không có muốn cho em hát nhiều. Sợ ảnh hưởng giọng. Rồi lại muốn khi em ra album thì em mới được đi hát nhiều. Thì lúc đó em nghĩ rằng là tự nhiên mình cảm giác mình bị phơi phới quá. Mình bị giống như là kêu làm gì mình làm đó thôi. Chứ em không được tự chủ động được tất cả mọi thứ trong mọi việc. Mà thí dụ như lúc đó em rất muốn đi hát. Thèm hát. Rất thèm. Nhớ sân khấu đã lên hát. Nhưng không được hát. Được khán giả tặng hoa vỗ tay bây giờ tự nhiên. Nhưng một năm mấy thì với em ở đó là cái gì nó ghê gớm lắm phải không? Đúng rồi.